Tuấn Vũ đến thăm cơ ngơi triệu đô của Ngọc Sơn. Từ năm 2020, Ngọc Sơn dừng hoạt động phát gạo thường niên mừng tuổi mới tại biệt thự Thiên Niên Kỷ. Sinh nhật năm nay 26 tháng 11, anh dự định chạy show như thường lệ và dành thời gian cho bản thân. Dù vậy, nhiều anh em đồng nghiệp, học trò, con nuôi như ca sĩ hải ngoại Ngô Khả Tú, ca sĩ Lương Gia Huy, ca sĩ Hoàng Châu, Hồ Phương Liên, Quang Như Ý, S Quang Ngọc bất ngờ xuất hiện tại biệt thự của anh vì muốn dành cho Ngọc Sơn những lời chúc tốt đẹp và khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong ngày sinh nhật. Đặc biệt, giọng ca nổi tiếng hải ngoại Tuấn Vũ cũng bất ngờ có mặt để chúc mừng sinh nhật cũng như thăm nhà Ngọc Sơn. Giọng ca Phượng Buồn nói thêm, anh không chỉ yêu mến giọng hát Ngọc Sơn mà còn dành tình cảm đặc biệt cho những sáng tác tuyệt vời, thấm đẫm cảm xúc, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Ngọc Sơn. Mới đây, sau khi ca khúc Thương Người Nông Dân được ra mắt, Tuấn Vũ lúc đó ở Mỹ đã không khỏi rưng rưng xúc động trước sự vất vả một nắng hai sương của người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn. Khi trở về Việt Nam, Tuấn Vũ đã tìm đến Ngọc Sơn chút ra nỗi lòng của mình. Bản thân Tuấn Vũ cũng xuất thân từ nhà nông, anh chưa từng quên đi những ngày tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của gia đình. Bởi thế, Tuấn Vũ nhanh chóng có được sự đồng cảm khi nghe ca khúc này. Dù là một ca sĩ thành danh sống nhiều năm tại Mỹ, nhưng Tuấn Vũ vẫn không quên nguồn cội, gốc gác gia đình. Bởi vậy, sau khi chúc mừng sinh nhật người em, Tuấn Vũ bày tỏ mong muốn hợp tác song ca và quay MV với Ngọc Sơn ca khúc Thương Người Nông Dân. Tuấn Vũ từng biểu diễn và hát khá nhiều ca khúc của Ngọc Sơn. Hôm nay, trước tiên là Tuấn Vũ muốn đến để chúc mừng sinh nhật Ngọc Sơn, sau đó mới bắt một nhịp cầu qua một sáng tác mới của Ngọc Sơn mà Tuấn Vũ tha thiết muốn được hợp tác cùng, đó là ca khúc Thương Người Nông Dân. Tuấn Vũ nói mong muốn cùng Ngọc Sơn quay MV, thực hiện một tác phẩm để đời vì mình cũng xuất thân từ người nông dân chân chất, để rồi mới có được vị trí, tên tuổi như ngày hôm nay nên thương và quý người nông dân lắm. Tuy nhiên do thời gian gấp gáp, Tuấn Vũ phải trở về Mỹ vào cuối tháng 11. Dù vậy, nam danh ca khẳng định một điều rằng anh sẽ nhanh chóng trở lại Việt Nam để cùng Ngọc Sơn thực hiện dự án này. Bước sang tuổi 54, Ngọc Sơn hy vọng bản thân có nhiều sức khỏe để tích cực cống hiến cho âm nhạc. Nam ca sĩ cũng mong gửi lời ca tiếng hát để truyền năng lượng tích cực đến công chúng.